Alo. Rồi, hôm nay là cái bữa live stream trực tiếp lần thứ tư của mình đến các bạn và gửi chia sẻ những cái thới bi của mình đang áp dụng và có một cái hệ số tính đánh bằng hai phơ nha các bạn. Nay thì mình sẽ đưa ra cái bài tập cho các bạn, thì các bạn sẽ cố gắng tập thử xem nếu có được hay không. Nếu mà các bạn thấy ok, các bạn ủng hộ mình nha. Bắt đầu hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái bài là đánh hai dài một ngắn. Đó, người vô trong những cái thế quy mình thường gặp như thế này. Thay vì nếu mà mình quay qua mà mình đánh cái đỏ như vậy thì nó rất là tròn, rất là khó khăn. Các bạn cũng thấy rồi đó, nếu mà trái quy này á, mình cứ long băng á, thì nó cũng sẽ không được, thì là rất là nặng. Mà mình đánh cưa ba đó thì nó xác suất cũng không có dễ trúng lắm. Thì cho nên mình áp dụng vô một cái cách tính mà các bạn xem mình đánh thử coi nó có chính xác hay không nhé các bạn. Bây giờ á, mình sẽ lấy điểm trúng của mình một nút á, trừ ngược lại nó là 5, 5, 10, 15 và đây là 20. Đó, theo trường hợp trái bi như thế này thì các bạn cũng thấy rồi. Bây giờ trái bi này á, mình sẽ chọn nó đây trúng. Thì bây giờ một nút nó là 5, thì bây giờ trái bi này mình chọn nó là 2 2, thì bắt đầu mình mới đứng lên đây, mình mới kê cái bi tia vô của mình này. Là mình đang bắt cái tia của mình là 30 30, mình cộng cho 2 là 32. Thì đó, cái điểm chạm của mình đây, phần trái của mình chạm vào đây là 32. Mà mình những trái bi này là mình sẽ đánh còn hai cái phê hết nha các bạn. Các bạn xem nha, mình đã thử đài tiếp cái thứ hai. Đó, những cái bi này là những cái bi mình thường gặp luôn nha các bạn. Đó, những cái bi như thế này. Thay vì nếu mà những cái bi như thế này mình quay qua mình đánh bên đây thì cái khả năng xác suất lên để trúng thì nó rất là khó. Nó tùy theo các bạn, phụ thuộc vào cái bài. Thì nhiên cho nên nó cái bài đánh này á, mình sẽ áp dụng cái bài hai ấp phơi này thì các bạn đánh nó sẽ dễ dàng hơn, cái sự điều chỉnh của trái C các bạn cũng sẽ điều chỉnh dễ hơn và cái lực cũng đánh thoải mái hơn và cái sự tự tin nó sẽ có nhiều hơn. Đó, thay vì như cái góc bên lớn như thế này, như cái quy này, trường hợp cái quy này thì mình sẽ bắt nó vào đây là nó 2.5 chút, bắt nó vào đây là nó 2.5 chút. Thì bắt đầu mình mới quay qua đây, mình ngó cái tia của mình. Đó, thì bây giờ cái tia của mình đang nằm ở 37 nè. Đó, thì cái bi này mình sẽ cộng cho 2.5 nữa thì mình sẽ đánh nó vào cho nó là 40 luôn. Đây, cái tia 40 đây nha các bạn. Còn là sử dụng 2 FP hết nha các bạn. Thì cái bi này á, thì bắt đầu mình mới đánh vào 40 đây. Thì trái C mình sẽ đưa 1, 2, 3 ra ngoài khu vực này thì nó trúng ra nè, thì mình sẽ có một trái bi thứ hai, là trái bi sườn thứ hai. Đó, các bạn cũng thấy đó, nó rất là dễ nha các bạn. Bởi vậy cho nên nó có nhiều cái tình huống bi mình đã gặp rất là nhiều và mình cũng đang áp dụng rất là nhiều. Đó, kể cả lên tới trên đây nha các bạn. Đó, thì bây giờ góc này lớn hơn thì cái quy này á, mình sẽ bắt đây nó là 3 chút. Thì bắt đầu mình mới quay qua đây mình ngó. Đó, cái quy này á, cái tia này là tia 46 nha các bạn. 46 mình cộng cho 3 thì mình sẽ đánh vào 49 bằng 2 FP.
Thì cũng như vậy, thì trái C này á, mình sẽ đưa nó qua nằm ở khu vực bên đây để cho nó ra một trái bi thứ hai. Các bạn cũng thấy rồi đó. Cho nên á, những cái tình huống này mình đã tập vợt cũng khá nhiều, giống như những trái bi như vậy. Đây, nó có phụ thuộc vào những trái bi hình như thế này. Thì cái này đó, nó sẽ giúp cho mình đánh ví dụ giống như là công thủ dạng toàn. Cho nên nó ví dụ giống như trái bi vậy đi. Đó, như các bạn thấy đó, như trái bi này các bạn đánh hai bông dậu này thì cái góc độ trái C về đá cũng rất là dễ. Thì các bạn luôn luôn lúc nào các bạn cũng sẽ chọn cái phương án như mình thôi, là sẽ đánh về đây và đẩy chút. Rồi bây giờ bắt đầu một mình này cũng tùy theo phụ thuộc vào cái bàn mới đó. Các bạn cũng thấy đó, có bàn mới đó, thì nó sẽ bắt, nếu mà bắt carré ở đây thì nó sẽ gãy xuống ở đây đó. Thì có khả năng là bàn mới nữa thì các bạn bắt ở đây nó sẽ xuống đây, nó lên chúng. Mà nhưng theo các bạn này bây giờ á, nó không phải là bàn mới, thì cái quy này á, mình sẽ bắt ngay đây, nó trên 10 một chút xíu nha các bạn. Đó, mình sẽ để cục lơ đây thử xem mình đánh có rớt cục lơ không nha các bạn. Rồi bây giờ trái bi á, mà là nó hơn 10 chút xíu. Rồi trái bi của mình chưa tới 50 luôn. Thì bây giờ mình cộng 2 FP vô là mình đánh vô 60 là đủ. Thì cho nên trái bi này á, mình sẽ chạm vào 60 tia đây. Đó, trái C này mình sẽ gài nó nằm ở đây. Có nhiều, rất là nhiều cái trường hợp để mình hay gặp, chẳng hạn giống như có những cái quy như vậy. Đôi khi có nhiều người chọn, ví dụ giống như cái chọn đánh cô ba thì cũng được thôi, mà nhưng nó đòi hỏi vào cái tâm trạng của mình trong cái lúc thời điểm đó. Thì trong khi thi đấu á, các bạn thường gặp ví dụ giống như là áp lực thì các bạn, cái tay của các bạn nó sẽ không nghe lời các bạn, thì nó sẽ đi sai số rất là nhiều, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cú đánh, thì nó sẽ không hoàn hảo. Nhưng nếu mà cái bài mà mình đánh vào mặt giò gà 2 FP, mình tự tin, mình tập nhiều, thì mình sẽ cảm giác đó là mình thấy nó yên tâm hơn. Đó, để mình đánh cái bài này cho các bạn xem. Và thí dụ giống như kể cả mình gài bi cũng được nữa. Đó, chẳng hạn giống như cái bi này mình lấy nó là một chúng đi. Rồi, bây giờ cái bi này á, nó đang nằm cái tia là coi như là mình bắt nó là 27, 25, 27, 27 mình cộng cho 1 là nó sẽ là 28. Đây, đây nha các bạn. Đó, mình sẽ đánh 2 FP. Thì cái quy 2 FP này á, thì bắt đầu mình sẽ đưa cái xe nó qua bên khu vực bên đây nó nằm. Đó, các bạn thấy sao? Thì cho nên nó những cái quy thí dụ giống như mình có một sự điều chỉnh nó sẽ dễ dàng hơn. Đó, trường hợp những cái quy như vậy nữa, các bạn chồm tay nó sẽ hơi khó, đúng không? Thì cho nên nó mình sẽ áp dụng cái bài này để mình đánh, để mà mình điều chỉnh được trái C và trái quy chủ của mình nó như thế nào luôn. Chẳng hạn giống như bây giờ tiếp tục hình này, thì góc này á, mình sẽ bắt ở đây, thì á, nó rớt ra ngay chỗ đây chúng, là mình bắt nó là 2 rưỡi giữa lúc này. Thì bắt đầu mình mới ngó trái bi của mình rồi đây. Hiện tại bây giờ mình đang nằm là 35.
35 mình cộng cho 2,5 thì thành ra 37. Đây, mình sẽ đánh hơn 37 một chút xíu nha các bạn. Đó, thì khi mà mình đánh vào 37 đó rồi thì cái C này mình cũng vậy, mình sẽ đưa nó qua bên đây nằm, thì khi mình gãy ra thì nó sẽ có trái bi tiếp theo. Rồi, rồi bắt đầu phụ thuộc vào có cái trái bi như thế này nữa, những trái bi hình như vậy thì nó cũng sẽ tương tự như cái bài đó nha các bạn. Ví dụ giống như các bạn đánh bất cứ bàn nào cũng được, nhưng cái quan trọng các bạn phải hiểu được là cái bàn nó khôn hay cái bàn nó xả. Nếu cái bàn nó xả thì các bạn cứ nên cứ bắt ở đây chút, còn cái bàn mà nó khôn các bạn cứ nên bắt ở đây chút, vậy thôi. Cho nên nó cái bàn này theo bây giờ cái bàn này theo cái tình huống bi này á, mình sẽ bắt nó ở đây và nó sẽ là 3. Tất cả đều đánh 2 FP đó nha các bạn. Đó, thì cái bi này á, là nó đang nằm là 37. 37 mình cộng cho 3 là thành như 40. Rồi, mình sẽ đánh 2 FP nha các bạn. Đó. Bởi vì sao nó có nhiều cái trường hợp với bi nó nằm như vậy. Đó, các bạn cũng thấy đó, nó chơi vào nhiều cái trường hợp như thế này. Đây, nằm hình như vậy. Đó thì cái góc để mà mình đánh gãy qua đây. Đó thì những cái góc bi này thì á, cái bi này á, mình sẽ chọn nó là 5 chút. Thì bắt đầu mình mới quay qua đây, mình cộng vào. Đó, mình sẽ để vào đây. Đây là 45. 45 mình cộng cho 5 thì nó sẽ ra là 50. Đó thì trái bi này mình sẽ đánh 2 FP và 50. Mà nhưng trái bi này mình sẽ xử lý cho trái bi mình đi trước nha các bạn. Đó, để cả nó qua bên này. Đây, góc này mình ngưỡng bắt nó là 5 chút. Thì cái góc tia này của mình á, nó đang nằm là bao nhiêu các bạn biết không? Nó đang nằm là 48. 48 mình cộng cho 5 là thành ra là 53 nha các bạn. 53 ở đây. Vì những cái trường hợp này các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Đó, kể cả những cái bi như vậy. Đó, góc bi này mình cứ trước khi mà mình đánh mình cứ tưởng tượng ra một cái đường đi đây trước đã. Khi mà mình tập rồi mình sẽ thấy. Thì đó, trái bi này mình sẽ bắt ở đây nó là 3 chút. Thì trái bi này á, hiện tại của cái góc đánh này nó là 36. 36 mình cộng cho 3 thì nó sẽ ra là 39. Rồi mình sẽ đánh vào 39 và 2 FP mình đi trước nha các bạn. Các bạn cũng thấy rồi đó, những cái hình này là mình thường gặp luôn nha các bạn. Đó, với một góc độ như vậy, hướng góc độ đứng như vậy
thì các bạn nên chọn trái bi này, các bạn nên chọn rẫy ở đây, thì các bạn phải nên bắt nó là 6. Vừa được 6 rồi nha các bạn. Đó, thì bắt đầu mới quay qua đây ngó đây. Cái bi này, cái tia của mình đó là nó đang nằm là coi như là 44, mình cộng cho 6 là 50. Cho nên đó, tất cả các tia mình bắt đó, có khả năng đó, mình sẽ có lúc mình sẽ bắt sai. Bởi vì sao mình không tập nhiều thì mình sẽ bắt nó sai. Nhưng các bạn tập nhiều rồi, các bạn sẽ nhìn vô, các bạn sẽ biết bắt cái tia ở đâu để mà đánh 2FP cho nó phù hợp. Bởi vì sao, giống như mình đó, giống như bây giờ mình đang đứng ở đây, mình đang đứng ở đây, thí dụ giống như cái góc ngang nè, và các bạn bắt này, góc ngang đánh ra này, đó thì 40, 43, thì cái bi này nếu mà mình chọn vào, mình chạm vào 49 đó, thì khả năng xác suất trúng rất là cao nha các bạn, 2FP nha các bạn, mình sẽ đánh vào 49. Nên nhớ lưu ý là coi như là cái bài này là chỉ bài 2FP, cho nên các bạn đừng có nên sử dụng FP nhiều nha các bạn. Đây, bây giờ tiếp tục trái bi này. Rồi, trái bi này mình cũng sẽ bắt là 6 đó. Tại vì góc này góc anh Đức là đúng rồi, thì cho nên mình sẽ biết được là mình sẽ bắt 6. Thì bắt đầu mình mới kê tê cơ qua như thế này. Đó, mình kê cái tia vô vậy. Đây là 51, 51 mà mình chậm cho 6 là thành ra là 57. Rồi 2FP mình đánh vô 57. Mình nhìn vào đây là mình thấy khả năng xác suất trúng rất là cao nha các bạn. Các bạn cũng thấy rồi đó, cái động tác khi mà các bạn ra cơ thì mình cũng xin nhắc đến các bạn một cái như thế này. Khi các bạn ra cơ thì cái động tác khi các bạn nhấp cơ thì lúc nào cũng được, mà nhưng cái khi quyết định đánh thì các bạn cũng nên dùng một cái lực tương đối, và khi mà mình đánh tới thì cái dừng cái tay lại vậy thôi, chứ các bạn đừng có đánh ló mũi cơ qua luôn nha các bạn. Các bạn mà đánh ló mũi cơ dài qua như vậy đó là nó sẽ sai, cho nên nó là nó sẽ không đúng vào cái độ 2FP của các bạn, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bài tập của các bạn. Vì cho nên đó, các cú đánh của mình đó, hầu hết như là còn là dừng tay lại, chỉ đó, đánh mũi cơ qua luôn á, mà chỉ có trừ khi đó, mình đánh đó, là đánh tăng góc tăng, thí dụ giống như góc 30 mình muốn tăng nó lên 40 thì bắt đầu mình mới đánh ngọn cơ dài qua vậy để tăng lên. Còn nếu đó, mà cái bi đó, mà mình đánh không cần tăng đó, thì mình chỉ đánh góc độ thí dụ giống như vậy vậy nha các bạn. Đó, mình tới nè, ngón mình tới nè, tới dừng lại vậy nè, dừng đứng cái cơ lại như thế này á, thì góc độ 2FP của các bạn đi lúc nào nó cũng đều hết nè. Các bạn cứ nhớ nè, đó nè, giữ tay lại nè đó, các bạn thấy không, mình ra cơ á rất là nhẹ đó. Vì tất cả người chơi á, các bạn cũng nên lưu ý là có rất là nhiều người chưa hiểu về cách phát lực, chưa hiểu về cách vô bi chẳng hạn. Giống như á, nó có hai cái để cho mình nói thôi, để cho mình nhắc, tôi nhắc các bạn thôi. Mượn bi, mượn bi là sao, là thí dụ giống như bây giờ đó, mượn bi là mình bỏ vô nhà, mình chọn một cái bi mình chạy nhiều nè, cái bi kia không chạy, đó gọi là mượn bi. Còn thí dụ giống như cái bi mà vô bi nè, vô bi thí dụ giống như bây giờ đó, mình đẩy tới đây nè, cho cái xe nó chạy nè, hay cái xe nó đi trước á, đó gọi là vô trái đó, thí dụ giống như vậy đi đó, các bạn thấy đó, thì cái đó gọi là vô trái. Còn thí dụ giống như cái bài 2FP này gọi là mượn trái. Mượn trái là sao? Đây, mình sẽ tiếp tục đây. Rồi, chào các bạn. Đó, thì bây giờ ra cái trường hợp như cái bi này, mình sẽ bắt đây nó là, mình sẽ ngó đây. Rồi, mình bắt đây nó 7 chút. 7 chút. Thì trái bi này mình quay qua đây mình ngó nè, mình ngó nè, mình chỉ còn nằm có 45 thôi. 45 mà mình cộng cho 7 thành ra 52. Rồi 2FP mình sẽ đánh vào 52 ở đây nha các bạn. Thì cho nên cái bi này mình mượn trái rồi các bạn.
Đó, bây giờ trái quy này đi. Đó, bây giờ mình sẽ theo góc cái bàn này nó ngang, thì đâu mình sẽ bắt như vậy. Thì trái quy này mình sẽ bắt nó là hai chút. Rồi, cái tia này là tia 40, 41, mình cộng cho 2 thì nó sẽ là ra là 43. Mình đánh là 43, 2FP nha các bạn. Trái quy này á, theo góc banh này nó trên đây nó xuống, thì trái quy này mình sẽ bắt nó là 6. Thì trái quy này á, góc tia của nó đang hiện tại đó đang là 57. 57 mình cộng cho 6 thì nó thành là 63. 63 ở đây là 2F. Đó, các bạn cũng thấy đó, đó chẳng hạn giống như vậy. Trường hợp này rất gặp rất là nhiều. Ví dụ nó sát như vậy quá thì sao các bạn đánh cô qua được, đúng không? Nếu các bạn đánh cô qua được thì cái xoay này nó sẽ chạy xuống, và cái điểm trúng của mình đó, nó chưa chắc, nó hơi bị ảo. Nhưng mà mình đánh một gãy đây thôi thì nó sẽ dễ hơn. Thì đó, theo góc bi này thì bây giờ mình bắt ở đây nó là 2. Đó, nó là 2. Thì trái quy của mình nó bây giờ hiện tại bây giờ nó đang nằm là 27. 27 mình cộng cho 2 nó là 29. Thì bây giờ mình sẽ sơn vào 29, mình sẽ mượn cái mình đi trước nha các bạn. Đó, các bạn cũng thấy rồi đó. Đó, mình lấy trường hợp như vậy. Đây. Đó, chẳng hạn giống như những góc bi này. Đó, thì cái bi này mình sẽ bắt nó là 1 thôi nha các bạn. Rồi, cái bi của mình hiện tại bây giờ nó đang nằm ở 35. 35 mình đánh 2FP, mình cộng vô 1 thì mình sẽ thành 36 nha các bạn. Em xin chào anh em. Như vậy là cầu thủ Đỗ Đức Hiền của chúng ta đã hướng dẫn cho anh em chúng ta bài số 1, đó bài đánh gãy 2FP. Và bài tiếp theo đó là bài số 2. Bài số 2 đó là bài A băng 3 băng 0FP. Và anh em xem mà nếu như mà có gì mà không hiểu, cái gì mà sai sót thì anh em bỏ qua. Tại vì cầu thủ Đỗ Đức Hiền, theo chúng ta biết, đến giờ phút này thì ở Việt Nam chúng ta chỉ có một mình cầu thủ Đỗ Đức Hiền chia sẻ bộ số riêng của anh ấy. Tại vì anh ấy trong thời gian tập luyện cũng như thi đấu thì anh ấy đã tạo cho mình một cái bộ số riêng. Thì trong những buổi trực tiếp trước thì rất nhiều anh em, kể cả các cầu thủ hàng đầu Việt Nam đều đánh giá bài của anh Hiền rất là tốt. Với lại người Việt Nam của mình nữa, bộ số của Việt Nam của mình hướng dẫn những người Việt Nam của mình, nên anh em chúng ta cũng rất là dễ hiểu. Vì vậy bài tiếp theo đó là bài số 2, bài A băng 3FP, bài A băng 0FP. A băng 3 băng 0FP.